Rồi Quang Tây xin chào bà con và các bạn nha. Hôm nay cập nhật giá anh Long ngày 26 tây tháng 10. Thì giá anh Long hôm nay thì nhìn chung là nó vẫn không có gì thay đổi. Chỉ có anh Long ruột trắng nó tăng khoảng 1.000 đồng một ký nha. Anh Long ruột đỏ thì nó vẫn giữ nguyên cái giá của hôm qua. Thì kênh mình cập nhật giá anh Long liên tục hàng ngày, thì bà con có quan tâm nhấn đăng ký kênh nha, đăng ký kênh miễn phí. Thì bà con đăng ký kênh để bà con nhận những video mới nhất. Giá anh Long ruột đỏ hôm nay loại 1 21.000, loại 2 16.000, loại 3 11.000, loại 4 5.000, hàng ngang chọn 3.000 nha. Giá anh Long ruột trắng Bình Thuận hàng đẹp về kho có giá từ 14 đến 16.000. Hàng sàn có giá từ 12 đến 14.000. Hàng thường có giá từ 8 đến 11.000. Hàng dạt từ 2 đến 4.000 nha. Nhìn giá anh Long hôm nay thì nó cũng ổn định, thì nếu mà từ giờ tới buổi chiều mà giá anh Long nó có thay đổi á, thì kênh mình sẽ cập nhật cái video tiếp theo để anh gửi đến cho bà con và các bạn mình nắm bắt được cái giá tốt nhất để ngày mai bà con mình cắt bán nha. Rồi hôm nay cập nhật nhanh giá anh Long đến đây thì cũng xin kết thúc nha. Chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại ở video sau.